Đón xuân Quý Mão kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Đảng, mừng xuân. Tham dự lễ hội có 4 đội thuyền đua đến từ 4 thôn Gia Hòa, Tân Long, An Lộc, An Đạo. Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo, mang tính đặc trưng riêng của cư dân vùng sông nước nói chung và của nhân dân xã Tịnh Long nói riêng. Không chỉ là một trò chơi thể thao đơn thuần nhằm biểu dương sức mạnh cơ bắp hay vui chơi giải trí, mà còn là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho ruộng vườn tốt tươi, người người, nhà nhà được yên vui, ấm no hạnh phúc. Thông qua lễ hội tiếp tục kêu gọi tinh thần đoàn kết, khơi dậy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn đua thuyền nói riêng. Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Long diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 Tết. Chiều mai, ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các đội đoạt giải.